Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái chủ đề này nè. Nếu mà cho mình chọn mỗi nhà nước hoa mà mình yêu thích, chỉ một chai duy nhất trong cái nhà đó thôi, thì mình sẽ chọn chai gì? Thì sau đây là những chai nước hoa mà theo như mình là cá nhân của mình thôi, là mình rất là yêu thích. Mà nếu mà chỉ kia mà mình chỉ chọn một chai duy nhất trong cái nhà đó thôi thì sau đây là những chai nước hoa đó. Thì trước mắt là cái chai này, mình không có cái chai đó. Cái này của nhà Diptyque. Thì cái này là Plum Brandy Den Law. Thì cá nhân mình mình thấy cái chai này là mình yêu thích nhất. Nếu mà cho mình chọn mình chưa có mua chai này tại vì mình thấy nó nữ tính quá. Nhưng mà cá nhân mình thấy là cái chai này nó hay nhất trong cái nhà đó. Mùi nó rất là lạ các bạn. Nó xanh, nó chua chua, mùi quả lý chua đen, mùi lá quả lý chua đen đó. Mình chưa có ngửi được cái chai nào mà nó giống cái mùi này đó các bạn. Cho nên mình, nếu mà cho mình chọn thì mình sẽ chọn cái chai này của nhà Diptyque. Nhà tiếp theo đó là nhà Amouage mà mình rất là yêu thích ở trong tất cả các nhà nước hoa các bạn. Nếu mà cho mình chọn một chai của nhà Amouage thì mình sẽ chọn chai này, Interlude. Thì chai Interlude này chủ cái mùi nó phê lắm các bạn, ngửi coi như là cái mùi nhang frankincense của nó lên tới ốc luôn. Cho nên mình nói là cái chai nước hoa này là nó giống như là khi mình ngửi nó làm cho mình cảm thấy hưng phấn lên. Coi như là bao nhiêu mệt nhọc, bao nhiêu khó khăn đi làm, có bực bội cỡ nào hay ngày đó không vui cứ ngửi Interlude xong mà tự nhiên cái tinh thần nó thoải mái, nó phấn chấn liền. Nó phê, nó giống như là thuốc phiện, giống như là ma túy vậy đó. Mình rất là mê cái chai Amouage Interlude này đó. Cái nhà thứ ba đó là nhà Maison Lancôme. Thì cái nhà này mình thử cũng một số chai rồi và mình quyết định mình mua chai Orange Spiral này. Thì tại sao mình mua cái chai này? Tại vì cái chai này của nữ mà tại sao mình mua là tại vì nó gây nghiện các bạn. Hôm bữa mình đã nói, các bạn nhớ mình review không? Trong này nó có cái mùi Hedion thì Hedion nó cũng tương tự giống như là Iso E Super các bạn. Nó là một cái mùi hương nhân tạo nhưng mà nó gây nghiện rất là cao các bạn, tại vì nó giống như là Iso E Super, nó là hormone mà giống như là mình quên mất tiêu rồi, nó là một cái dạng hormone. Khi mà nó xài xịt lên người của mỗi người thì nó sẽ tạo nên, nó kết hợp với cái mùi hương cơ thể, cái hóa chất trong cái người của người đó, giống như là nó tạo nên cái nét riêng. Thì cái mùi Hedion nó cũng vậy các bạn, mùi Hedion nó giống như nó kích thích cái phần não bộ mà sản sinh về, nói chung là mình không có rành về hóa học nhưng mà theo như mình đọc trên mạng thì người ta nói là cái mùi Hedion nó kích thích tình dục. Đó là do tại sao mà khi mà ngửi cái mùi trong cái chai này Orange Spiral này coi như là rất là gây nghiện các bạn. Nó so với cái Lancôme Jasmine Marzipan thì cái mùi kia hoa trắng nó cũng hay, nhưng mà tại sao mình quyết định chọn chai này là tại vì cái chai này nó gây nghiện hơn là chai kia. Đó, các bạn coi cái chai nó nhìn rất là sang ha. Đó, công nhận nó là Lancôme. Hoặc là chai này thật ra giá tiền nó cũng vừa túi tiền nữa các bạn, một khoảng 198 đô thôi cho 100ml. Nhưng mà các bạn coi cái chai nhìn nó rất là sang, và cái nắp nó có 500 nữa các bạn. Coi không? Nó cứng. Đó, nó có 500 này các bạn. Đó. Ngửi nó rất là nghiện các bạn. Mẹ mình rất là thích cái mùi này, mẹ mình đang xài mùi này. Quá sang cái mùi mùi nó có mùi trà với mùi hoa lài đó, nhìn rất là sang. Ở nhà tiếp theo mà nếu cho mình chọn mình chỉ chọn một chai thôi, đó là nhà Guerlain. Chai này Angélique Noire. Thì chai này các bạn có nhiều bạn nữ rất là mê các bạn, bản thân mình cũng rất là mê. Cái chai này mình mua blind buy, có nghĩa là mình chưa ngửi nó ở ngoài đời bao giờ, mình chỉ coi review trên Frantica thôi. Xong cái mình lựa, coi như là mình coi vô cái nhà Guerlain, cái dòng mà Liamatier là giống như là nghệ thuật và hương liệu art and material. Thì mình nghe người ta khen spiritual double vanille với lại tonka imperial, nhưng mà cuối cùng mình quyết định mua cái chai Angélique Noire. Tại vì khi mình nhìn vô thì mình thấy không có cái chai này nó giống mùi cái chai này đó, cho nên mình quyết định chọn nó. Và thực sự mình không có hối hận khi mình mua nó, tại vì cái mùi nó mùi vani, nó ngọt, nhưng mà trong cái chai này các bạn, cái nồng độ của nó, cái nước hoa các bạn coi nè, cái dung dịch của nó rất là đậm đặc các bạn, khi mà các bạn ngửi á, nó đặc sệt luôn và nó rất là sang, nó ngọt mà coi như là nhiều bạn nữ rất là thích. Nó có một chút xanh, bạn gái mình không thích cái mùi này, bạn gái mình kêu cái mùi này em không thích, nhưng mà có nhiều bạn nữ thích lắm các bạn. Có một bạn kia đã coi như là lúc đầu bạn nữ ấy á, ngửi chai của nhà By Kilian bữa mình mới vừa review á, Love Don't Be Shy, thì bạn ấy tính mua cái chai Love Don't Be Shy về, xong cái mình mới gửi, mình mới nói em anh có một cái chai này nó cũng ngọt, nó cũng dễ thương lắm, em có muốn thử không? Thì bạn ấy nói ok anh gửi cho em đi. Thì khi mà mình gửi cho bạn ấy á, thì bạn ấy cứ qua lại giống như đắn đo giữa cái Angélique Noire với lại Love Don't Be Shy, và cuối cùng bạn ấy quyết định mua cái chai Angélique Noire này, tại vì cái mùi nó sang, nó nói chung là nó sang lắm các bạn. Tại vì cái ông, các bạn biết ông Roger Dove, ổng hồi trước ông cũng xuất thân, ông cũng làm việc cho nhà Guerlain, sau này ông mới ra ông lập lên cái nhà Roger Dove, Roger Perfume đó. Thì những cái chai nước hoa của ông á, nó cũng đậm, nó cũng mang phong cách rất là sang, cũng tương tự giống như mấy chai của nhà Guerlain vậy các bạn đó. Ok, tiếp theo á, nhà By Kilian. Thì nếu mà cho mình chọn một chai của nhà By Kilian thì đó sẽ là chai này, Beyond Love. Thì Beyond Love á các bạn, cái mùi nó chua chua giống như mùi khế nè, rất là tươi mát. Các bạn xịt vào mùa hè hay là mùa trời mát gì cũng được, coi như chai này các bạn có thể xài 4 mùa. Và mấy bạn nữ, nhiều bạn cũng rất là thích cái mùi này, nhưng mà lại một chai nữa bạn gái mình không thích. Bạn gái mình xịt cái chai này, bạn gái mình nói cái mùi này ghê quá anh, em ghét cái mùi này quá. Nhưng mà mình thích cái mùi này đó, coi như là trong cái nhà nước hoa By Kilian á, là mình thích cái Beyond Love nhất. Và có một số bạn nữ cũng rất là nghiện cái mùi này. Rất là tiếc á, đó là chai nước hoa này á, nó không có bán ở trên thị trường nữa. Thì rất là may mắn là cô Christina có còn một chai, cho nên cô bán rẻ ra cho mình đó. Nói chung là nếu mà cho mình chọn là mình chỉ chọn Beyond Love của nhà By Kilian thôi. Ok, nói về cái nhà này, thì coi như ai cũng biết rồi ha, LV. Contre Moi. Thì các bạn biết hôm bữa mình có một số sample, coi như là mình có hết sample của nguyên một dòng nước hoa nhà LV luôn. Thì mỗi ống 20 lít. Thì có hai bạn nữ kia kêu anh ơi gửi cho em thử mấy cái sample của LV coi, để em coi được cái chai nào để em để ra tiền em mua. Thì mình mới gửi cho hết luôn á. Thì cả hai bạn ấy đều chọn cái chai Contre Moi. Sau cái mình đi ngửi và bạn gái mình đi ngửi, thì bạn gái mình nói anh chai này dễ thương nè anh. Thì lúc đầu mình thích Rose des Vents, rồi xong nói chung là LV, nói chung là cái mùi hương LV á, chai nào nó cũng sang và nó nịnh mũi đó. Nhưng mà để mà ngửi ghiền á, ngửi mà coi như là giống như là ngửi hoài không thấy chán á, thì cả hai bạn nữ đó và cả bạn gái mình và cả mình luôn đó đều chọn cái chai Contre Moi. Tại vì nói chung nó mùi vani, nó nhẹ nhẹ nhưng mà nó ngọt, nó ngửi nó đã lắm các bạn. Nó sang và nó nữ tính đó. Ok, thì đó là lý do tại sao mình quyết định mình mua Contre Moi chứ mình không mua Rose des Vents đó. Ok, tiếp theo là cái nhà này. Tom Ford. Thì Tuscan Leather. Nói chung là bây giờ nhắm mắt luôn, bây giờ dí súng bắn vô đầu, mình đầu bắn mình luôn á. Khi mình chọn một chai nước hoa của nhà Tom Ford đi, thì mình không cần suy nghĩ, mình nói liền luôn là Tuscan Leather. Thì mình cũng thích Wood, mình cũng thích Tobacco Wood, hay là Fabulous đó. Nhưng mà phải nói là Tuscan Leather các bạn, không có cái chai nào mà hay giống như nó. Có nhiều thương hiệu á, bắt chước như nó thì mình đã từng nói rồi á, như Byredo nè, có Black Saffron nè, Parfums de Marly cũng bắt chước Tuscan Leather này, làm ra cái chai Godolphin. Rồi Montour cũng bắt chước Tom Ford Tuscan Leather, làm ra cái chai Oud Leather. Nhưng mà cả ba chai đó cũng không có bằng Tuscan Leather các bạn. Các bạn tin mình đi. Tại vì Tuscan Leather nó dùng cái hương liệu quả mâm xôi, và cái vị ngọt của nó dễ chịu hơn là cái vị ngọt của mấy thằng kia. Mấy anh kia nó dùng cái hương liệu trái cây, ngọt như hương liệu nhân tạo, thấy nó rẻ tiền lắm. Nhưng mà riêng thằng Tom Ford Tuscan Leather các bạn, họ làm giống như là ngửi cái là biết của nó liền, nó đặc trưng, nó nam tính, nó mạnh mẽ, nó giống như nó phong trần, nó phong độ. Đó, như mình đã nói là đàn ông là phải phong trần, phong độ, cho nên nó mới ra dáng đàn ông. Đó, và ngửi cái mùi này nó, nói chung là mình xịt đó đi đâu người ta cũng khen, người ta cũng khoái các bạn. Nó nhẹ, nó không có gắt, nó mạnh thiệt, nó lưu hương lâu, nhưng mà nó không có gây khó chịu. Đó, ngửi nó phê lắm các bạn. Đó, và bà sếp mình đó, mỗi lần mình xịt chai này bà khoái lắm, bà khoái cái này với lại Portrait of a Lady lắm. Đó, ok. Thì đó, nếu mà cho mình chọn một chai duy nhất của nhà Tom Ford thì đó là Tuscan Leather. Cái nhà tiếp theo á, mà nếu mà cho mình chọn một chai duy nhất thôi á, đó là cái chai này, Portrait of a Lady. Thì các bạn biết cái chai này nó dành cho nữ. Nhưng mà có giống như là theo như mình này unisex, có nghĩa là nam hay nữ đều yêu thích cái chai này. Thì á, cá nhân mình á, mình rất là mê cái chai Portrait of a Lady này. Thì coi như cái chai này nó có đầy đủ các hương liệu, các hương vị trong cuộc sống như đắng, cay, ngọt, bùi, chua, khói. Nói chung là nó hỗn giống như là tất cả các hương liệu nó hòa quyện với nhau, nó hỗn hợp lại với nhau, nó tạo lên một cái mùi Portrait of a Lady mà phải nói là nó rất là phù hợp với cái da của mình các bạn. Khi mà mình xịt lên cái mùi này các bạn, đi đâu người ta cũng hỏi mình là cái chai gì, người ta không có nghĩ là nước hoa này là nước hoa của nữ. Mình thậm chí mình nói là cái này, cái tên nó là Portrait of a Lady, nó dành cho nữ, nhưng mà người ta nói no, cái này xài nó xịt lên người mày thấy rất là nam tính, rất là manly. Đó, người ta nói vậy á. Bà sếp mình khi mình hỏi bà cũng nói cái chai này á, tao thấy mày nó hợp á, tại vì cái mùi này nó có khói á các bạn, nó có mùi nhang á, thì nhiều người họ nói là nam xài nó phù hợp. Đó, nhưng mà mấy bạn nữ cũng mê cái mùi này lắm các bạn. Nói chung là trong cái nhà Frédéric Malle thì cho mình chọn là mình chọn Portrait of a Lady, chứ mình không có chọn A Kind of Flower. Đó, nói chung á là trong tất cả các chai nước hoa mình á, Amouage Interlude là cái chai mình yêu thích nhất, nhưng mà không phải là mình xài nhiều nhất. Trong cái chai nước hoa mình xài nhiều nhất là cái chai Baccarat Rouge 540. Nhưng mà cái chai nước hoa mà nếu mà mình muốn giống như là cái cơ thể mình á, nó tỏa cái mùi đó cả ngày, giống như là quanh năm suốt tháng mình chỉ muốn cái cơ thể mình nó có cái mùi hương đó, đó là chai Portrait of a Lady. Đó, mình chỉ muốn giống như là người nào họ ngửi tới cái mùi Portrait of a Lady là họ ngửi tới giống như họ nghĩ tới mình này. Đó, cái mùi nó rất là phù hợp với cái da mình cũng không hiểu tại sao. Coi như là nhiều người các bạn biết á, họ kiếm cái signature scent của họ rất là khó. Các bạn kia thử 50 mấy, coi như là cả 100 chai nước hoa rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm được cái chai signature scent, vẫn chưa tìm được cái chai nước hoa mà dành riêng cho bạn ấy. Nhưng mà mình coi như là cuối cùng mình đã tìm được cái chai nước hoa mà coi như là phù hợp với mình. Nó giống như là khi mà xịt lên á, nó với mình nó hòa chung với nhau là một. Đó là chai Portrait of a Lady. Ok, thêm một chai nước hoa mà nó cũng rất là phù hợp với cái da của mình luôn á, đó là chai Creed Aventus. Thì đây là chai nước hoa niche đầu tiên mà mình sở hữu, và coi như tới hiện tại thời điểm này luôn cũng gần 2 năm mình sở hữu nó rồi. Đúng tháng 11 này năm 2019 này á, là cái chai nước hoa này mình mua được 2 năm. Và các bạn coi, tại vì mình có nhiều nước hoa quá cho nên mình xài cũng như đây, thì mình nghĩ cái này nó cũng khoảng còn 80 hoặc là 75 ml các bạn. Coi như là 2 năm qua mình xài mới có 15-20 ml thôi, tại vì mình có tới 4 chai Creed Aventus. Mình nói các bạn không tin chứ mình có tới 4 chai Creed Aventus thì chứ mình mới quăng hết một chai rồi. Còn mình tại vì mình đang còn 2 chai batch 18G02, cái này là batch 17T01. Đó, mình rất là thích cả hai batch luôn, cái 18G02 mình cũng rất là thích. Thì ngoài cái Portrait of a Lady á, thì cái chai nước hoa mà coi như mà khi mà xịt lên á, nó với mình hòa chung là một á, có nghĩa là nhiều khi mình không cảm nhận được nó luôn, coi như là nó coi như nó thành cái mùi da của mình luôn rồi. Nhưng mà khi mà mình đi ngang qua người ta thì người ta nói mình, người ta kêu là ủa mày xài nước hoa gì vậy? Ha? Nhưng mà bản thân mình thì mình cứ nghĩ là nó không có nữa. Nhưng mà khi mình đi sượt ngang qua người ta thì người ta ngửi, người ta thơm. Đó, bà sếp mình bà cứ nhầm lẫn giữa cái chai này với cái chai Baccarat Rouge 540 cơ mà. Thì có bữa thì coi như nguyên tuần mình không có xài Creed Aventus. Nhưng mà nghe giống như là khi mà mình bước chân khỏi nhà các bạn, bắt buộc mình phải xịt một shot Baccarat Rouge 540 đó. Nhưng mà bà sếp mình á, bà cứ nghĩ mình xịt Creed Aventus không à. Tại vì mình trong cái chai này, cả hai chai nó đều có mùi Iso E Super, cho nên khi mà xịt cả hai chai thì nó lên da mình, nó tỏa ra một cái mùi hương giống như cái mùi hương riêng cơ thể của mình đó các bạn. Cho nên bà cứ nghĩ là mình xài coi như là quanh năm suốt tháng có một chai coi như Creed Aventus thôi. Mình khẳng định với bà là không có, tao không có xài Creed Aventus, tao xài Baccarat Rouge 540. Bà nói mày nữa, mày hỏi thằng kia phải cái mùi đó, mùi Creed Aventus không? Trời xanh, cái mình mới nói bà trời, tôi xài mà bỏ tôi không biết hay sao, bà đi bà cãi tôi. Rồi xong cái bà nói là thôi mệt quá, tao mày xài Creed Aventus, ok that's it. Rồi bà nói họ không cãi nữa. Ok, đây là chai này Baccarat Rouge 540. Thì cái chai nước hoa này các bạn không cần phải giới thiệu nữa. Coi như là ai cũng mê. Các bạn coi, nếu mà bạn nào kết bạn trên Facebook của mình á, thường lâu lâu á, nếu mà khi mà những bạn nào mà họ thử sample xong á, sau khi họ xem video của mình, cái họ đi kiếm sample họ thử, rồi sau đó họ thường họ cho mình feedback, ví dụ họ ý kiến phản hồi, ví dụ như là anh ơi, em coi video của anh quá nhiều lắm rồi, xong cái em cũng đi thử, và những chai nước hoa anh góp ý em rất là yêu thích đó. Thì mình rất là vui vì mình giúp được rất là nhiều bạn kiếm được những chai nước hoa mà họ đang có nhu cầu tìm kiếm để họ dùng làm signature scent của họ. Thì một trong những chai nước hoa mà ai cũng mê đó là chai Baccarat Rouge 540. Bên Việt Nam á, thì nhiều người họ cứ khen như là Le Labo, Sanchez 33, hay là bây giờ hiện tại đang làm Mont Blanc Explorer, nói giống cái chai Creed Aventus nhưng mà giống 90%, 95% gì đó, nhưng mà giá rẻ hơn Creed Aventus tới gấp 4-5 lần gì đó. Nhưng mà cá nhân mình nghĩ là cái chai Baccarat Rouge 540 này là cái chai nước hoa mà nhiều người yêu thích nhất trong cái bộ sưu tập của mình. Thì tại sao? Là tại vì cái mùi nó rất là nịnh mũi các bạn, nó dễ ngửi lắm, nó ngọt nhưng mà nó không gắt, nó lưu hương rất là lâu và nó tỏa hương rất là xa. Một số bạn á, xịt cái chai này lên quần áo nha, 2-3 shot sau á, giặt đồ xong nha, ngâm nước xả luôn nha, lấy ra xong, giặt xong nha, phơi khô, lấy ra ngửi, vẫn còn mùi Baccarat Rouge 540 đó. Và coi như họ nói là tuy cái mùi nó không có rõ nét, cái giống như mình càng ngửi thì nó càng yếu, nhưng mà lâu lâu cứ ngửi được hoài, cứ nó giống như là nó giống như ma vậy đó, nó thất hiện quỷ sứ. Thấy ghét dễ sợ, xài nước hoa mà thất hiện, ba hồi ngửi được, ba hồi ngửi không được. Đó thì đó là cái giống như mình nghĩ là đó là một cái hay về cái chai Baccarat Rouge 540, là khi mà xài á thì cái người xài họ ngửi ít hơn là cái người xung quanh. Thì nhiều bạn nói vui á, là cái chai 540 nè anh, là hình như là xài cho người ta chứ không phải xài cho mình, tại vì mình ngửi không có được nhưng mà người ta ngửi người ta khoái. Đó, cho nên đó là cái chai này phải nói là ai cũng yêu thích đó các bạn, Baccarat Rouge 540. Và như hồi nãy mình đã nói rồi đó, coi như là 30 ngày liên tục luôn. Khi mà mình bước ra khỏi nhà buổi sáng đi làm á, thì bắt buộc phải có 540 sau gáy, coi như là một shot sau gáy thôi. Còn bên vai hay trước ngực hay là khuỷu tay, cái mùi gì á thì mình kết hợp sau, nhưng mà bắt buộc á, là phải Baccarat Rouge 540 sau gáy. Có khi mình xịt Baccarat Rouge 540 sau gáy, rồi xong cái nhiều khi mình xịt Portrait of a Lady đè lên cái vị trí đó luôn. Nhưng mà mình khuyên các bạn là đừng nên xịt hai mùi đè lên nhau, đúng không? Đó, nhưng mà thỉnh thoảng mình nhiều khi mình phá cách gì đó mình xịt gì đó. Và hồi sáng quên, đúng rồi, kể cho các bạn nghe nè. Thì hồi sáng các bạn biết á, giống như là nhiều công ty á, họ lãnh lương 1 tháng 1 tuần 1 lần, rồi có chỗ lãnh lương 2 tuần 1 lần. Thì á, thường người ta lãnh lương là 1 tay với lại 15 tay đó. Thì bữa nay là 17 tay trù, nó giống như là bữa nay bán rất là nhiều các bạn. Mình bán coi như là cửa hàng mình bán tới 24 cái giường đó, và người ta tới liên tục luôn, cho không có thời gian mà ngừng để uống nước luôn á. Thì có một ông khách kia Mỹ đen thì mình bán cho ổng cái giường. Xong khi mà mình ra mình giống như mình quăng lên xe ổng á, thì ổng mới hỏi mình: ủa mày xịt mùi gì vậy, thơm vậy? Cái mình mới nói là, mình mới cười mỉm mỉm, mình nói là Baccarat. Ổng nói: tao biết chai đó. Dù cái chai đó mắc tiền lắm nha. Cái mình mới giả bộ nói là tôi không có chai đó, tôi chỉ xin sample thôi. Cái ổng mới nói là ở đâu mày xin, ở đâu? Cái mình mới giới thiệu ổng tới cô Christina, mình nói ông tới Saks Fifth Avenue, ông tới ông kiếm Christina thì cái cổ sẽ cho ông sample Baccarat Rouge 540 cho ông 20 thích hay gì đó. Thì giống như tự nhiên nói người ta mình xài mất, nó hay mất tiền gì đúng không, mình chỉ nói là mình xài sample thôi, khiêm tốn xí vậy đó. Thì nói chung á là như mình đã nói là cái chai nước hoa này, các bạn xịt, các bạn đi đâu người ta cũng khen cái đó, rất là tuyệt vời đó. Thì các bạn coi channel của mình lúc nào mình cũng nói đi nói lại cái chai này đó. Có bạn thích, có bạn không thích, có bạn nói là cái chai này giống như là cái găng tay cao su, hay là giống như là trong mấy cái phòng mặt nha sĩ đồ á. Thì cái đó mình không biết, mình không có cảm nhận được cái mùi nha sĩ, tại vì coi như là mình tới nha sĩ coi như là như mỗi 3 tháng một lần đó. Nhưng mà cá nhân mình á, thì mình không có ngửi cái mùi giống như phòng nha sĩ đó. Mình chỉ thấy nó là một cái mùi ngọt, giống như là mùi kẹo bông gòn vậy đó. Đó, nó rất là dễ thương và coi như là miễn người ta khen là mình thích. Ok rồi, cái nhà cuối cùng á, xin lỗi, nói về 540 á, thì nếu mà cái nhà may Jean Francis John á cho mình chọn một chai nhất thì đó là chai 540 các bạn. Nhưng mà có một cái nhà nước hoa này á thì nó có trường hợp ngoại lệ. Đây, hai anh này Javanese Patchouli với lại Indonesian Oud. Thì nếu mà cho mình chọn một chai, một trong hai chai này á thì rất là khó, mình xin lỗi, tại vì cả hai chai nó đều ngon, cả hai chai mình đều rất là thích. Cái chai nước hoa mà nó mở mang kiến thức của mình, nó giống như là nó giới thiệu mình tới một cái thế giới mới về nước hoa, đó là chai Florentine Iris. Tuy cái chai Florentine Iris nó giới thiệu mình tới cái thế giới nước hoa, nhưng mà cái chai nước hoa mà làm cho mình mà mê nhất của cái nhà gian nhà đó là chai Indonesian Oud với lại Javanese Patchouli. Cả hai chai luôn các bạn, mình rất là khó quyết định cả hai chai. Mấy cái nhà kia thì mình cũng thích một hai như là 4-5 chai, nhưng mà nếu mà cho mình chọn thì mình đã chọn những chai nước hoa mà mình mới vừa nói cho các bạn đó. Nhưng mà riêng cái nhà gian nhà này đó là giống như là nó có một cái vị trí rất là quan trọng, các bạn không có thể thay thế được. Và mình cả hai chai mình đều thích luôn, giống như là mình không thể nào mà chọn Patchouli mình bỏ Oud, và mình không thể nào chọn Oud mình bỏ Patchouli đó, cả hai chai. Cái Oud đó các bạn, nó không có làm giống như là nó không có gợi hình ảnh, nó giống như là khi mình ngửi nó mình không có tưởng tượng nghe được cái gì á, mình chỉ biết là cái mùi gỗ Oud, ngửi nó kết hợp với hoa hồng đồ, nó ngọt ngọt, nó hăng hăng, nó chua chua, nó phê thôi. Mình chỉ biết là cái mùi Oud là ngửi nó phê thôi. Nhưng mà cái mùi Patchouli á thì khi mình ngửi nó đó thì mình có cảm giác giống như là mình đang ở một cái văn phòng luật sư hay là một cái văn phòng gì đó mà nó rất là sang đó. Cho nên đó là lý do tại sao mình thích cái Patchouli, cái mùi hương nó sang lắm các bạn. Và không có một chai nước hoa nào mà nó có cái mùi hương giống cái Javanese Patchouli của gian nhà đó. Mình ngửi hết rồi, mình đi ngửi thử những chai nước hoa mà nó có tông Patchouli hoắc hương á của nhà Tom Ford nè, như Tom Ford như ông có là gì Patchouli Absolute hay gì á mình quên rồi, mà không phải chính xác, mình quên tên này. Nhưng mà Tom Ford có chai Patchouli, Christian Dior có hình như là Patchouli Imperial hay gì đó, cái mùi nó cũng hăng lắm, nó không có sạch sẽ. Rồi LV cũng mới vừa làm cái dòng cho nam á, Orange á, bữa mình mới vừa review á, thì cũng mùi Patchouli nhưng mà cũng không sang bằng cái Patchouli ở của gian nhà đó. Coi như là Chanel cũng có Patchouli, không có cái mùi hương nào mà không có cái chai nào có mùi hoắc hương mà nó sang mà dành cho nam mà ngửi phê, mà nó giống như là nó tạo cái ảo giác giống như là đang ở văn phòng luật sư, giống như cái chai Javanese Patchouli này ha. Thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn biết thôi là cả hai chai mình đều rất là mê đó. Thì sau đây là cho các bạn xem lại những chai nước hoa mà mình góp ý đó. Thì như Patchouli rồi đúng không? Creed Aventus nè. Thì Baccarat Rouge 540, Portrait of a Lady. Kilian Beyond Love, Tom Ford Tuscan Leather, Louis Vuitton Contre Moi, Guerlain Angélique Noire. Cái này là Lancôme Oranges, Amouage Interlude. Với lại một chai nước hoa mà mình không có, đó là chai của nhà Diptyque Plum Brandy Den Law. Thì đây là nếu mà cho mình chọn một trong những chai nước hoa của mấy nhà này á, đó là những chai nước hoa mà mình sẽ chọn đó. Còn riêng cái nhà ra nhà thì bắt mình ngoại lệ thôi, mình phải chọn hai chai Oud với lại Patchouli, hơi tham một xí các bạn thông cảm, nhưng mà phải nói là hai cái chai nó rất là tuyệt vời các bạn. Mấy cái nhà đó nó chỉ có mấy chai thôi, nó có Mandarin, Neroli, Peruvian Empress, Sicilian Mandarin, Florentine Iris, Haitian Vetiver vậy thôi. Nó có khoảng chừng 10 ngoài cái dòng Gold Collection với lại Spice Collection đó, thì mấy cái đó thì mình không tính, nhưng mà mấy cái chai kia thì 7-8 chai vậy đó. Nhưng mà mình chỉ chọn hai chai đó, đó là chai Oud với lại Patchouli đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì nếu mà các bạn có ý kiến gì đó, hay là các bạn đối với các bạn thôi, bây giờ các bạn cứ comment ở phía dưới coi là những chai nước hoa nào mà nếu mà cho các bạn chọn á, chỉ một chai duy nhất của cái nhà đó thôi á, thì các bạn sẽ chọn chai gì, thì các bạn cứ comment ở phía dưới để mà cho mọi người tham khảo coi chai nước hoa nào được nhiều người yêu thích nhất đó. Thì ví dụ như nhà Tom Ford này các bạn chọn ra một chai, rồi nhà By Kilian chọn một chai, nhà Creed chọn một chai, Gian nhà chọn một chai, LV chọn một chai, Lancôme chọn một chai vậy đó. Thì xong các bạn cứ comment ở phía dưới để cho các bạn khác tham khảo coi chai nước hoa nào nên mua nhất đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào tạm biệt.